Con bị vấn đề như khi con đang bật công tắc đèn mà con vừa nghĩ mình bật đèn thì sẽ bị cái này cái kia, và con cũng có ý nghĩ, cảm giác và tin là nó đang xảy ra thật luôn, và con luôn nghĩ có một thế lực nào đó dùng phép để chi phối toàn bộ tư tưởng của con, mặc dù con biết điều này là không hợp lý nhưng con vẫn tin là đúng. Con nghĩ mọi người muốn làm hại mình, con tưởng hoang tưởng này làm con rất khổ tâm. Con nhìn cuộc đời không còn gì vui nữa nên tâm trạng lúc nào cũng u ám hay suy nghĩ bất thiện, ngay cả khi con đang xem vấn đáp của sư, và mà còn có những suy nghĩ bất thiện cả sư và cả sư Tuệ Tường. Xin các sư cho con sám hối, mặc dù con không muốn nhưng do hoang tưởng, xin sư cho con lời khuyên để giải quyết vấn đề này. Sư thì có một cái lời khuyên là khi mà cái tâm của chúng ta không có ổn, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái sự sợ hãi, rồi từ những cái sự sợ hãi đó làm cho chúng ta đau khổ. Thì bây giờ quý vị hãy suy tưởng như thế này: tất cả xung quanh đều đáng sợ, tất cả xung quanh không có cái gì đáng để cho mình phải noi theo, không có gì đáng cho mình phải nương nhờ. Chỉ có Đức Phật á, là quý báu, cho nên á, là tôi phải hết lòng thành kính mà noi theo, nương theo để cầu sự an lạc đến cho tôi, y như lời chân. Quý vị chỉ cần thực hành như vậy thôi, tức là nương theo ân đức của Đức Phật. Bởi vì trong kinh Đầu Ngọn Cờ, Đức Thế Tôn có nói là dù cho mình có nương vào bất kỳ cái gì đi chăng nữa đó, thì chúng ta vẫn có thể sợ hãi. Nhưng mà khi mà chúng ta nương vào Đức Thế Tôn thì chúng ta không còn sợ hãi nữa. Hãy nương vào Đức Thế Tôn, hãy thực hành một cách thường xuyên thì quý vị có thể sẽ cải thiện được điều này. Và vị này cũng hỏi ý kiến sư Tuệ Tường, thì không biết là sư Tuệ Tường sẽ cho lời khuyên như thế nào. Thưa Đại Đức, thưa quý vị, thì qua câu hỏi này, đại sư ngầm ngầm hiểu là vị này đang bị những cái vấn đề thuộc về tư tưởng, hay mình còn gọi là những cái phiền não thuộc về ý, đơn vị não thuộc về ý. Thì trong rất nhiều cái bài giảng và câu trả lời quý sư đều nhấn mạnh cái việc này: khi mà mình gặp những cái vấn đề phiền não nói chung, hay mình gọi là bệnh về tâm đi ha, bệnh về tâm đi. Thì á, cái vấn đề chính á, là nếu mà nói là vấn đề chính mà là những phiền não về tâm á, được giải quyết như thế nào? Phải được giải quyết bằng định như thế vậy. Mà định ở đây á, khi mình nói chữ định ở đây là bao gồm có hai phương pháp, đó là mình có thể tu thiền chỉ, thiền samatha, hay là thiền quán, thiền vipassana, thì sẽ giải quyết vấn đề rốt ráo này. Đó là cái vấn đề chính. Còn ở đây á, nếu mà nói là xin sư cho con lời khuyên để giải quyết vấn đề này, thì cái vấn đề này giải quyết phải được giải quyết một cách tuần tự, thưa vị. Trước khi mà chúng ta bước vô vấn đề giải quyết phương án chính đó, mà sư nói là cần định mới giải quyết những vấn đề mà về phiền não, về tư tưởng, những bệnh về tâm đó, thì phải tuần tự. Thì tuần tự như thế nào? Đức Hạnh Tuệ có vấn đề vấn mạnh nhấn mạnh đến vấn đề mà cái niềm tin đó, nghe chẳng có chi mà để có đáng không, con phải nương theo. Thì đầu tiên quý vị phải xem lại mình, xem lại cái niềm tin của mình có chân chánh chưa. Cái niềm tin chân chánh là sao? Là mình có niềm tin chân chánh về Phật, về Pháp, về Tăng, Tăng về Tam Bảo, về nhân, về quả, đúng không? Về nghiệp và quả của nghiệp. Khi mình có niềm tin chân chánh đó rồi, xưa ở đây nhấn mạnh nha, niềm tin chân chánh đó hiểu biết cách trọn vẹn rồi, đầy đủ rồi, theo đúng tinh thần Phật dạy rồi, thì đó cũng là cái nền tảng mà quý vị để tư duy, có tư duy tốt, rồi sau đó quý vị mới thực hành giới. Khi quý vị có giới á, nó trong sạch đó, là nền tảng để quý vị thực hành định. Thì định đó, sư đã nói rồi đó, đó là cái giải pháp. Mà cái giải pháp này á, là do Đức Phật ngài dạy cho tất cả mọi chúng sanh, chúng ta phải theo phương pháp này thôi. Chứ mình nói không có thể nào mà mình nói là giờ có con không có thời gian, con không có thể như vậy, con không có thể làm như sư nói được. Có thể tu mì ăn liền cách nào mà nhanh hơn không?
Thì xin thưa không quý vị, đối với căn cơ của chúng ta ngày hôm nay thì phải tu theo từng tự pháp mà sư vừa nêu thôi. Đó là cái đó là cái liều thuốc để chữa bệnh tâm cho quý vị. Đó phải bắt buộc quý vị. Một lần nữa, xin trước khi kết thúc cái câu trả lời này, xin nhắc một lần nữa, đó là quý vị xem lại cái niềm tin của mình, chân chánh niềm tin chân chánh của mình về Phật, về pháp, về tăng. À, mình hiểu nó một cách về nhân về quả, về nghiệp quả của nghiệp, nó đầy đủ chưa? À, rồi đó, từ đó nó có cái tư duy chân chánh. Ừ, rồi quý vị thực hành về giới, rồi thực hành về định. Thì khi quý vị có niệm và định tốt thì chắc chắn niệm và định tốt thì quý vị sẽ trấn áp được những cái phiền não ngay trong hiện tại này, những cái phiền não, những cái bệnh về tâm của quý vị này. À, và còn nếu mà quý vị tốt hơn nữa thì đúng là, đó là cái nền tảng để quý vị sớm chấm dứt khỏi sinh tử luân hồi, không còn đau khổ, không có còn cái đau khổ mà phải chịu những cái chi phối những cái phiền não, những cái bệnh về tâm này. Xin kết thúc cái câu trả lời. Đó là lời khuyên của thầy sư, và sư mong á là quý vị có thể nương theo để mà đạt được cái sự an lạc đến cho chính mình. Và bây giờ sư qua cái câu hỏi tiếp theo.